Bắt đầu video mình xin gửi lời chào và chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Bụng chuối này có chi tư tàn phá của má. Mấy cây trong đây nè tư. Mấy cây phía trong nè. Mắm kho ba phụ nữ. Mắm kho ba bà. Cái trà công sông thiên nhiên nè. Hồi sáng này á, hồi hôm mà trong đầu em suy nghĩ là sáng mình sẽ nấu hủ tiếu bò kho. Tiếu ngoài nấu. Ổm nó bán. Hôm nay bù à? Ừ. Đi. Đấy, ông mày hôm mà bán đâu túi gì ăn luôn mấy. Đây là mắm cá linh. Cá linh với cá sặc, hai thứ trộn chung nó mới ngon. Có cá sặc luôn, cá linh cá sặc. Bây giờ nấu cho nó gã ra. Đổ khí nước vô. Vớt cũng được mà tôm. Vớt bọt cho nó. Món này còn có thêm thịt ba gọi mới gọi là ngon. Quay xả với tỏi cho nó thiệt là thơm rồi cái mình bỏ thịt ba gọi vô mình xào. Xào cho nó săn lại mình chế nước dừa nước lạnh vô. Kho mắm hay là lẩu mắm đó, mình hết là có ba gọi vô nó sẽ ngon. Hoặc là mực dăm, có miếng thịt heo vô kho nó ngon.
mình bỏ xả vô rồi mình lượt mắm vô luôn. Mắm nãy nấu mình nấu gã ra rồi đó, giờ lượt lấy nước bỏ xương. Này mình nấu có cái mùi mắm cũng nhẹ chứ không có nặng mùi lắm. Cá này nó cũng nhanh chín nha. Nấu cái món này cũng nhanh. Cái cà này nè, mình nấu cho nó mềm, nó hơi gã gã ra. Cái nước mắm mình nó thơm, nó ngon lắm. Cho cà nó mềm, nó mới ngon. Muối, đường, bột ngọt, hạt nêm. Món này đơn giản nhưng mà rất là tốn cơm nha. Tốn bún. Bún hả? Bún. Cơm cũng được nha. Ăn lẩu mà quên. Ăn cơm, ăn bún anh. Ủa sao sáng tính kho mà sao mua bún? Hả? Bún nhà, bún khô anh. Mà anh bà cô chú dùng lẩu mắm với gia đình của bên mình. Ok. Sau này cô chú anh chị và các bạn ăn lẩu mắm với gia đình. Ok. Rồi. Rồi. Lẩu mắm này. Ăn mắm này. Lẩu mắm này. Bé nè ăn gì? Gài gài. Cho bé nè. Học cơm. Gài 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 gài. Mẹ có chanh không mẹ? Không, xài chua rồi, ăn chanh đi con. Thử xài chưa? Thôi con sốt ruột á. Bé không? Mà mình xài thì không có ăn chanh. Sẵn rồi đó. Nè. Rồi. Ha. Bum 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 bum. Không sao mà tôi bún mỏng có chân chơi.
rau này bốn. Xào nó rất tên. Tuy là không ăn bấm nhưng mà ngồi đây nghe ngồi mắm. Tuy nên là ăn cá kho nhưng mà hỡi cái mùi mắm này cũng như là ăn mắm kho. Nãy mới khởi động thôi. Về đích. Chiều nào cũng mưa, ngày nào cũng mưa. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha.